Xin chào cả nhà. Lời đầu tiên thì xin kính chúc cô chú anh chị bạn bè gần xa thật nhiều sức khỏe. Hôm nay là thứ ba, ngày 15 tháng 8 năm 2023. Em Cún bị xe lửa táng ở dưới quận 3, đã được phẫu thuật thành công rồi cô chú và các bạn. Đây là hình ảnh lúc em mới nhập vào thú y khi em vừa được băng bó xong. Dạ thưa cả nhà, đây là những hình ảnh do thú y Minh Hiếu 4 cung cấp cho Ti. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp của chú và anh chị. Do hình ảnh phẫu thuật thì có nhiều cái nó hơi phản cảm một chút xíu, Ti cũng phải che lại để giảm bớt cái nỗi đau buồn. Vì vậy mong cô chú và các bạn thông cảm giúp cho Ti. Hiện tại thì em Cún đã loại bỏ được phần chi đã hoại tử. Em bị xe lửa táng và chủ vứt ở một cái đường ray dưới khu vực quận 3. Rất may mắn em được một bạn nam phát hiện ra và đưa em đi thú y. Nhưng bạn nam không có chi phí để hỗ trợ cho em được phẫu thuật. Vì vậy đã gọi điện đến cầu cứu mái ấm Ti Ti. Và mái ấm Ti Ti cũng thay bạn nam cũng như em Cún nói lên nỗi đau của mình. Rất may mắn cho em được bạn Hân, bé Sunny, được chị Henry Kiều và tất cả cô chú anh chị yêu thương che chở giúp đỡ cho bé. Hiện tại là bé đã đang rất là tốt của chú và anh chị. Hy vọng điều tốt đẹp này sẽ đến với bé trong tương lai. Bây giờ bé vẫn còn yếu, hiện tại bé đang ăn gheo. Và bé đã được tự đứng lên được bằng ba chân còn lại của mình. Thì cũng thay em gửi lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất đến tất cả.